Vâng, thân mến nhỏ xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ cho các bạn cái cách tự sửa chữa tủ lạnh ở gia đình. Thì các bạn có biết thì ngày nay là thiết bị tủ lạnh là một trong những thiết bị nhân dụng mà gần gũi với tất cả các gia đình. Thì tủ lạnh là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái bố cục của cái tủ lạnh inverter các bạn nha. Thì ở đây là mặt sau lưng của tủ lạnh. Thì phần này là mình đã kết nối nguồn cho tủ lạnh các bạn nhé. Mình đã kết nối nguồn cho tủ lạnh. Thì ở trên đây phía dưới là phía dưới tủ lạnh là bao gồm là block và ở phía bên hông block thì đây chính là cái hộp để mà nó chứa đựng một cái thằng móc tan và cái rơ len nhiệt nằm ở trong đây. Và ở đây là hệ thống đường ống dẫn ga, đường dẫn ga đi và dẫn ga về các bạn nhé. Thì ở đằng thường thì những cái tủ lạnh inverter thì ở đằng sau lưng nó có những cái hộp điện. Ở đây là cái bo mạch chuyển đổi chạy sang hệ thống inverter để điều tiết tiết kiệm điện cho thiết bị sử dụng của mình các bạn nha. Thì đối với cái dòng tủ lạnh này là đối với chiếc tủ này hôm nay mình sửa là tủ inverter 386 nhé các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ mở tủ cho các bạn xem. Đây thì phía trong có đèn nguồn và rõ ràng thì ở đây quạt không hoạt động các bạn nha. Thì mặc dù là mình nhấn cái công tắc cửa này đấy, mình nhấn công tắc cửa nhưng mà quạt vẫn không hoạt động và block không chạy. Mặc dù thì đồ ở đây đã hư hỏng hết chưa, không có làm gì hết. Thì phía bên hông này thì nó có hai cái nút điều chỉnh nhiệt độ các bạn nhé. Và ở bên đây thì nó có hai cái nút tùy chọn quạt của inverter. Đây là ngăn trơn của tủ lạnh inverter 386 lít. Và ở cái ngăn dưới này thì nó cũng có một cái ngăn để trữ thức ăn các bạn nhé. Và ở dưới đây nữa nó cũng bao gồm một cái ngăn để trữ thức ăn. Thì bây giờ thì mình đã cũng xem sơ bộ về cái bố cục của cái tủ lạnh. Và cái điều đầu tiên là mình đối với trường hợp này thì mình kiểm tra xem cái công tắc cửa có còn hoạt động tốt hay không. Ở đây thì rõ ràng khi mình nhấn vào thì đèn nó sẽ tắt và máy sáng nó sẽ hoạt động, và khi mình nhả ra thì đèn nó sẽ sáng lên và lúc đó thì quạt và tủ lạnh sẽ ngưng hoạt động các bạn nha. Đây. Và bây giờ thì mình bước thứ nhất là mình đã kiểm tra cái công tắc nguồn
cái công tắc cửa của tủ lạnh nha các bạn. Và bước thứ hai là mình kiểm tra về cái phần hộp điện ở đây. Thì trước khi sửa chữa mình khuyên các bạn nên rút điện ra rồi hãy sờ tay vào, bắt tay vào khi sửa chữa các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ rút điện ra. Thì mình rút điện ra, mình để trên đây nha các bạn. Đây, mình sẽ máng trên đây. Và bây giờ mình sẽ tháo bốn con ốc của cái bo mạch inverter ra các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ dùng tua vít, như các bạn cũng đã biết, dùng tua vít để tháo bốn ốc ra. Tua vít để tháo bốn ốc ra để mình kiểm tra xem bộ nguồn chuyển đổi inverter sử dụng giúp tiết kiệm điện cho thiết bị gia đình của mình, xem nó có vấn đề gì trục trặc, có dấu hiệu gì hư hỏng không các bạn nha. Thì ở đây mình đã tháo bốn con ốc. Thường có một số tủ inverter khác thì cái phần bo mạch nó nằm ở phần dưới sát của đáy tủ lạnh, hoặc là nó nằm ở giữa tủ lạnh, giữa phần thân tủ lạnh các bạn. Và cái này bây giờ thì mình sẽ dỡ ra và mình sẽ lắc nhẹ ra. Thì ở đây rõ ràng thì trước ống kính thì các bạn đã thấy một cái bo chuyển đổi inverter. Thì ở đây là cái cục tăng phô, hay là còn gọi là cái biến áp. Thì ở đây và ở đây là cái tụ này là tụ khởi động của bờ lóc các bạn nhé. Ở đây thì một cái bo chuyển đổi inverter, và ở đây là thiết bị kết nối giữa các cảm biến lại với nhau. Thì ở đây mình chỉ cho các bạn là ở đây là cái jack này chính là jack, hai jack này là jack điều khiển bờ lóc nguồn chính để cấp nguồn cho tủ lạnh đi hoạt động các bạn nha. Thì bước tiếp theo các bạn kiểm tra nguồn ở đây là các bạn kiểm tra đi thẳng ngay vào luôn cho mình là kiểm tra phần cầu chì, xem cầu chì có bị đứt hay không. Thì đối với trường hợp này thì mình sẽ gỡ cầu chì ra nha các bạn. Đây mình sẽ gỡ cầu chì ra, mình quan sát xem cầu chì nó có bị đứt do thời gian sử dụng, hoặc là cũng có thể do các bạn sử dụng tủ lạnh mà quên đóng cửa. Đó là một trong những nguyên nhân cho việc dẫn đến cầu chì bị đứt, hoặc là cũng có thể là bị do thời gian sử dụng thì cầu chì sẽ bị đứt, cũ quá cầu chì cũng bị đứt nha các bạn. Thì mình sẽ tháo cái cầu chì này ra. Ở đây thì các bạn chỉ cần quan sát bằng mắt thường, thì ở đây các bạn xem đây mình quay kỹ các bạn thì rõ ràng cái cầu chì này có cái hiện tượng bị đứt các bạn nhé. Đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì ở đây là rõ ràng, thì mình xem bằng mắt thường thôi chứ cũng không cần phải đồng hồ gì hết, thì các bạn cũng có thể nhận biết được cái cầu chì này nó bị đứt các bạn nha. Đây rõ ràng nó bị đứt ở phần giữa đây. Đấy, nó bị đứt ở phần giữa các bạn. Đây cái này thì cái camera mình nó không được tốt, đây, rõ ràng nó bị đứt. Đây mình sẽ quay sát cho các bạn coi. Đây rõ ràng thì cái cầu chì nó bị đứt ở chính giữa rồi. Thì cái cầu chì này thì thường cầu chì dùng để bảo vệ bo mạch thì nó là nằm ở thông số là 2A và 250V. Lưu ý các bạn nhé, thông số của nó là 2A 250V. Thì các cái cầu chì này thì các bạn có thể ra một số tiệm mà bán linh kiện điện tử, hoặc là tiệm điện mà lớn thì người ta sẽ có bán cái cầu chì này. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái cầu chì mới. Đây mình sẽ đã chuẩn bị sẵn một cái cầu chì mới các bạn nhé. Tạm thời mình để đây. Ở đây thì ở đây mình đã vừa chuẩn bị một cái cầu chì. Cầu chì này là 2A 250V các bạn nha. Ở đây thì các bạn xem là
cái sợi dây nó vẫn còn nguyên vẹn các bạn, nó không có bị đứt, thì các bạn có thể là xem bằng mắt thường thì các bạn cũng có thể quan sát được. Bởi vẽ là cái cầu chì 2A này thì nó cái sợi chì nó rất là mảnh, nên có thể khi mình quay thì các bạn có thể khó có thể thấy được các bạn nha. Ở đây mình đây thì các bạn có thể thấy được, thấy được các bạn nha, cầu chì vẫn còn nguyên vẹn các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay cái cầu chì bị đứt, thay cầu chì vô đây các bạn nha. Ở đây thì cái phần này phần cầu chì thì thường cầu chì thì nó hay nằm ở sát cái vị trí của dây điện nguồn cấp vô các bạn. Đây đây chính là cái dây điện nguồn cấp vô, thì nó chạy lên đây, nó chạy về đây thì đây bạn hay nằm sát cái nguồn nhất, bạn gắn vô. Thì sau khi các bạn đã gắn cái cầu chì vô thì các bạn hãy dùng một cái kèm để các bạn bóp lại cho nó chặt cái cầu chì của mình các bạn nha. Đây này mình đã bóp lại, sau khi mình đã bóp lại rồi thì mình kiểm tra xem cái cầu chì mình đã gắn đã được chặt chưa, có bị lỏng lẻo gì hay không. Ở đây mình đã kiểm tra lại và có vẻ như là nó không được chặt lắm, thì mình sẽ bóp lại các bạn nha, bóp lại thêm chút nữa. Đấy thì bây giờ thì mình đã cảm giác là nó rất là cứng cáp rồi, nó là an toàn đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào cho tủ lạnh các bạn nhé. Đây cái cầu chì này mình vừa mới thay xong, mình nhắc lại là cầu chì thường thì nó nằm sát cái dây nguồn cấp cho cái bo inverter của tủ lạnh các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn, mình sẽ cấp nguồn cho tủ lạnh. Đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho tủ lạnh. Thì thường tủ lạnh inverter thì các bạn lưu ý khi cấp nguồn vào thì khoảng từ 1 phút đến 2 phút thì block mới chạy các bạn nhé. Còn đối với tủ lạnh mono hay là tủ lạnh không inverter thì khi cấp vào thì block sẽ chạy ngay. Các bạn hãy đợi trong giây lát. Thì loại tủ này là tủ lạnh Hitachi đó các bạn. Đấy, rõ ràng các bạn đã nghe tiếng bờ lóc chạy các bạn. Đây mình đã quay sát cho các bạn xem. Đó, bây giờ bờ lóc đã chạy thì mình coi như là mình đã hoàn thành xong việc khắc phục tự sửa chữa tủ lạnh của nhà mình. Đối với trường hợp là tủ lạnh có nguồn có đèn chiếu sáng vẫn hoạt động bình thường nhưng mà tủ vẫn không lạnh, quạt không chạy, block cũng không chạy luôn các bạn nha. Thì ở đây rõ ràng thì quạt đã chạy, các bạn có nghe là tiếng quạt nó chạy ù ù ù đây các bạn. Đây đấy, đây là tiếng quạt nó chạy các bạn nha. Thì khi mình thả ra thì quạt nó sẽ ngắt không hoạt động các bạn nhé. Khi mình đóng cửa lại thì quạt bắt đầu chạy. Đấy, hoặc bắt đầu chạy thì cảm ơn các bạn đã xem video sửa chữa khắc phục tủ lạnh không lạnh, hoặc không chạy và block không hoạt động các bạn nha. Thì chúc các bạn thành công.
và lưu ý nhớ chia sẻ video này cho mọi người cùng biết các bạn nha. Và đừng quên cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo các bạn nha. Xin chào tạm biệt các bạn và chúc